cả những người mà coi thường hôn nhân, những người mà trong hôn nhân phạm lỗi quá nhiều, những người mà bỏ rơi người bạn đời của mình một cách quá dễ dàng để bạn giải thoát cho bản thân mình. Cho dù người bạn đời của bạn chưa được tốt lắm, bạn chọn cách rời bỏ một người đi một cách quá dễ dàng thì bạn sẽ gặp những nghiệp báo. Nếu như sau khi kết thúc hôn nhân bằng cách ly hôn mà bạn vẫn tiếp tục giữ nguyên con người đó, bạn đổ lỗi toàn bộ cho đối phương, bạn không chịu hoàn thiện bản thân mình, không biết sám hối, không biết nhìn nhận lại bản thân và rút ra bài học, thì những người đến sau với bạn cũng sẽ vô cùng tồi tệ và bạn sẽ gặp lại những thảm cảnh tồi tệ hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân đầu. Nhân quả là có thật. Sẽ có nhiều người nói rằng đây, người bỏ chồng vẫn lấy được chồng hai tuyệt vời, hạnh phúc. Thứ nhất là chúng ta chưa đi đến hết đời. Thứ hai là tất cả những người mà lấy chồng sau mà hạnh phúc hơn chồng thứ nhất là người ta đã phải trải qua rất nhiều thứ. Người ta phải rèn luyện bản thân, nâng giá trị bản thân. Người ta phải cố gắng phấn đấu rất nhiều thì người ta mới lấy được chồng thứ hai tốt hơn. Còn mấy thánh mà chưa gì thấy chồng thấy vợ mình có chút khuyết điểm là nghĩ họ tồi tệ, là rời bỏ cho bằng được với tâm thế là mình tốt đẹp lắm, rồi vội vã đi tìm người mới thì không có cái hậu tốt đẹp. Thế nên đừng coi thường hôn nhân.